Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh âm thanh nội địa Sài Gòn nha. Mình tiếp tục giới thiệu đến anh em dàn Panasonic BM3 730SD. Dàn này thì mình mới khui hàng ngày hôm qua. Giờ mình để nguyên luôn tại vì nó còn quá đẹp á. Mình chưa có lau bụi luôn nè. Này chỉ cần lấy ướt lau qua là đẹp luôn. Này là bụi bụi bãi nha. Các bạn nào mà chơi hàng bãi nhiều thì biết. Bụi nào là bụi bãi, bụi nào là bụi của hàng xài Việt Nam nha. Còn rất là đẹp. Bộ này thuộc dạng giống như là nó tồn kho không sử dụng, khi mình test về là nó còn 5 cái đĩa test của hãng nằm trong đây luôn, còn đẹp lắm. Này mà chỉ cần lấy tay vuốt qua là thấy nó đẹp rồi, còn nguyên bụi nha, mình chưa có lau dọn gì luôn cho các bạn biết cái độ mới của nó. Máy đẹp luôn, nó là long lanh, lưới cũng đầy đủ không rách gì hết. Ok, này là hàng đáng sưu tầm luôn á. Đây mình coi cho coi loa đẹp, góc cạnh trắng phao đúng màu đen luôn nha. Này quá đẹp, test chạy đủ CD MD, kết nối điện thoại AUX. Đặc biệt mua hàng của mình thì luôn luôn có remote cho Bana nha. Đó, các bạn xem này, với về lấy khăn ướt lau qua, lấy sơn lốc sơ qua thôi là đẹp rồi. Mình lau nhẹ với các bạn coi, này mà đánh cana nữa thì nó quá đẹp luôn. Mình lau mẫu loa cho các bạn xem nha, đẹp cỡ nào. Hàng này là giống như là nó tới ngày thanh lý, nữa thanh lý chứ chưa sử dụng, vẫn nằm trong kho cho nên nó về còn nguyên bọc ni lông lại đi hãng này nọ luôn đó. Bạn xem quá đẹp luôn. Rồi mình test CD các bạn nghe nha. À, có sẵn CD em đây. CD MD đọc nhanh, chất âm rất là hay, hai cầu đặc trưng của Bana. Người ơi, nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi. Người ơi, nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nào sương rơi, chắc âm rất là sạch sẽ và ấm áp nha. Ai kết nên hai cầu này chi tiết lắm, anh chép riêng biệt. Và giữa khi tâm tư rét mướt, thôi cõi hững hờ sẽ nát đêm dài. Hành trang kín vai gầy, có một người mà tôi chưa quen tên. Nhẹ buốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời nha, cao ôi mênh mông. Chính gần người quân chính ta. Sẽ dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn. Những chỗ này nó còn đẹp sáng choang luôn, mấy cái giáp cắm phía sau cũng rất là sáng. Rồi mình test MD nha.
Đây đọc quá nhanh luôn. Dàn này thỉnh thoảng mới có dàn lại chạy mà đê full nha. Chức năng SD nè, đọc thẻ nhớ SD nha, nhưng mà thẻ nhớ này của hãng của nó, hãng Cubana, nó format theo chuẩn của nó mới đọc được nha. Một số chỗ bán hay cứ nói là đọc SD, các bạn cứ nhầm tưởng là bỏ SD của mình vào là nghe, không phải đâu. Mình thì luôn luôn nói rõ vấn đề này, không có đề cập tới vấn đề SD ở đây, cho đẹp thôi. Rồi, mình test cái chức năng AUX nghe nhạc qua điện thoại nha. Đây, nhạc qua YouTube. Có lần chuyển chế độ các bạn nên giảm volume về không, giảm thấp xuống để cho nó không ảnh hưởng tới máy. Âm rất là bén ha. Rồi chiều nay này thì mình bán thể bán nguyên tình trạng như vậy luôn, mình sẽ không có lau dọn đâu. Bạn nào mua về lau dọn cho nó thỏa mãn cái đam mê nhé. Rồi, mình ngưng video test ở đây. Bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ cho mình số điện thoại bên dưới video 0981 333 246 hoặc là 0933 03 246 nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.